Thưa quý vị, công viên nước Đại Thế Giới từng là khu vui chơi nổi tiếng nằm giữa khu dân cư đông đúc ở quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Hoạt động từ năm 1999 đến tháng 1 năm 2020, công viên này đã ngừng hoạt động từ đó đến nay và nhiều người dân thành phố Hồ Chí Minh đã tiếc nuối khi một công viên rộng khoảng 4.000 m2 như là bị bỏ hoang giữa lòng thành phố. Công viên nước Đại Thế Giới nằm trên đại lộ Võ Văn Kiệt, cạnh cầu vượt Nguyễn Tri Phương tại trung tâm quận 5 thành phố Hồ Chí Minh. Đi vào hoạt động từ năm 1999, công viên nước từng là địa điểm vui chơi ưa thích của nhiều thế hệ người dân thành phố Hồ Chí Minh. Công viên nước Đại Thế Giới là một cái điểm vui chơi, giải trí lý tưởng và hấp dẫn cho nhiều người dân thành phố trong nhiều năm qua. Tuy nhiên 3 năm về trước thì công viên đã ngưng hoạt động hoàn toàn. Cho đến nay thì nhiều hạng mục công trình ở trong công viên đã xuống cấp, thì cái vấn đề này đã tạo ra một cái sự tiếc nuối cho nhiều người dân thành phố. Công trình rộng khoảng 4.000 m2, từng một thời là khu vui chơi gắn bó với nhiều thế hệ người dân thành phố. Trước đây là cái khu vui chơi của các em, mà bây giờ đã bị những cái tình trạng như thế này thì các em chắc cũng rất buồn, vì nó phải đi xa hơn. Bây giờ để không thì không phù hợp nữa, thì nên đưa vào, nên là làm một cái gì đó để nó có lợi cho xã hội. Đại Thế Giới này ngày xưa tới bây giờ nó là khu vui chơi giải trí cho tất cả người dân ở quận 5, nói chung là cái thành phố này nó là rất là sôi động, mà giống như mấy năm nay là nó bỏ hoang phí như vậy là thấy cũng người dân cũng buồn nữa. Nhiều người ta cũng tìm ta gặp ta hỏi là tại sao chừng nào hoạt động lại rồi kia đó. Sau 3 năm ngưng hoạt động, nhiều hạng mục trò chơi xuống cấp, nhiều rác thải và nước bẩn. Được biết đơn vị khai thác công viên không có nhu cầu tiếp tục thuê nên địa điểm vui chơi này đã ngừng hoạt động. Tháng 12 năm 2019 là chúng tôi hết hợp đồng. Hợp đồng hết hạn thì chúng tôi tiếp quản lại mặt bằng của trung tâm của công viên nước. Cho đến nay chúng tôi đang rất là cần có được cái sự quan tâm của các cái đơn vị khai thác. Trong khi nhiều người dân thiếu nơi vui chơi giải trí, chỗ luyện tập thể thao, thì khu đất vàng này lại bỏ không, chưa biết bao giờ mới được khai thác trở lại, gây lãng phí lớn về nguồn tiền của và quỹ đất quý giá của thành phố.